Không biết là ở đây có bạn nào thích ăn những cái món mà nó trộn hơi cay cay, hơi chua chua không? Hôm nay thì mình mới mua thử 1 kg rau bạch tuộc đông lạnh. Thì hôm trước á, mình có lướt TikTok thì mình xem thấy có bạn nói là mua cái này về ăn nó sẽ bị bở, nên là mình cũng thử bỏ 200 mấy chục ngàn ra mua thử 1 kg về xem sao. Thường với cái món trộn á thì mình thích dùng tắc hơn là dùng chanh, tại vì nó vừa thơm mà mọi người ăn luôn cả cái phần vỏ xác của nó cũng được. Nhưng mà mấy bữa nay á mình không có đi ra ngoài chợ được, mấy trái tắc ở trong tủ mình nó héo queo à, nên là cắt nó thành lát mỏng á nó hơi khó. Tắc và sả thì mọi người cứ cắt mỏng hoặc là bằm nhuyễn gì cũng được nha, nhưng mà cắt lát mỏng á thì ăn nó sẽ dễ ăn hơn. Còn mà tô á, sau khi mua về thì mình sẽ rửa qua với lại giấm và muối, sau đó mọi người đem đi hấp hoặc là luộc sơ với lại sả và gừng. Nhớ là mọi người luộc vừa chín tới thôi nha, những cái loại hải sản mà đông lạnh á mọi người mà luộc vừa là chín quá thì hình như nó sẽ bị bở. Cái này thường mình cũng không ăn hải sản đông lạnh nhiều lắm, hoặc là những cái loại mà mình ăn á thì nó không bị như vậy. Nên là có một lời khuyên á, nếu mà các bạn mua hải sản đông lạnh á thì tốt nhất các bạn nên chọn những cái nơi mà uy tín mà mua. Mặc dù nó hơi mắc hơn một xíu á, nhưng mà nó sẽ an toàn hơn và bên đó nó sẽ đảm bảo được cho mình. Trong thời gian chờ thì mọi người đi làm cái phần nước sốt trước nha. Nước sốt của mình á thì sẽ có là nước cốt me, một chén mắm, một chén đường, tỷ lệ là 1:1. Và đặc biệt á, bạn nào có theo dõi kênh mình á thì không thể nào thiếu được cái ớt bột Hàn Quốc này rồi. Hũ ớt này nó sẽ tăng cái vị ớt lên, nhưng mà nó sẽ không hề cay luôn. Xin nhấn mạnh với mọi người á, là nó không hề cay một xíu nào. Rồi mọi người sẽ đun với lửa vừa đến khi nó sôi lại và nước sốt nó sẽ sệt là được. Phần này á thì mọi người có thể nêm nếm tùy theo khẩu vị cá nhân của mọi người nha. Nhưng mà nhớ đừng có để nó chua quá, tại vì hồi nữa chúng ta sẽ trộn nó với tắc mà. Đến khi nước sốt sệt lại á thì mọi người sẽ để qua một bên rồi chúng ta đi thái bạch tuộc thôi. Theo như cảm nhận cá nhân của mình á thì mình thấy con bạch tuộc này nó cũng khá giòn dai, hoặc cũng có thể là do mọi người hấp quá tay, hoặc cũng có thể là do là mọi người mua phải cái hàng chất lượng kém nên là hải sản á, nó mới có tình trạng là bị bở. Mình thái ra thì nó cũng khá là giòn, tuy nhiên là nó sẽ không có thơm được như cái mùi bạch tuộc mà mọi người ăn có là bạch tuộc sống á. Mấy con bạch tuộc mini mà mọi người đi ăn ở nhà hàng hay có thì nó sẽ không có thơm được như mấy con đó. Nhưng mà về độ giòn và độ dai á, thì mình thấy khá ok. Sau khi nước sốt nguội á thì chúng ta sẽ cho tắc nè, sả nè, rồi bạch tuộc vào rồi trộn đều lên. Bởi vì là ở Sài Gòn á, đang giãn cách theo chỉ thị 16 nên là mình cũng ít nguyên liệu lắm. Đáng ra là mình phải trộn thêm cả xoài nè, cả cóc nè, thì ăn cái món gỏi này á, nó mới ngon hơn được. Nhưng mà thôi, bây giờ nhà có gì á thì chúng ta sử dụng cái đó. Với cái cách mình làm nước sốt như thế này nè, thì nó vừa dễ mà mọi người trộn nó với chân gà, trộn nó với thịt heo luộc, hoặc là mọi người trộn nó với các loại hải sản á, thì ăn cũng đều rất là ngon. Ăn nó vừa chua chua, ngọt ngọt. Bạn nào muốn ăn cay á thì có thể cho thêm ớt tươi hoặc là ớt bột khô của Việt Nam á. Nói chung là món bạch tuộc này á thì ăn vẫn ngon như bình thường mình hay làm. Nhưng mà bạch tuộc ăn nó giòn, dai, được cái nó to. Mọi người nhai á nó sẽ đã, nhưng mà nó sẽ không thơm được như bạch tuộc tươi. Nhưng mà giá thành mình mua thì nó cũng rẻ. Nói chung là lâu lâu thay đổi khẩu vị một xíu thì cũng không sao. Nhớ nha, nếu mà mua hải sản đông lạnh á thì nhớ tìm mấy công ty mà nó uy tín một xíu để nó còn bảo hành cho mình nữa. Còn bây giờ thì mình đi thưởng thức cái món bạch tuộc sốt Thái này của mình thôi.